Hello, chào mọi người. Thì rảnh rảnh thấy mấy cái lô kiến cận mát này nhìn vui vui mắt nên là đặt về đấu giá về chơi mình ha. Tính là rảnh rảnh đang bán mà thực sự là bận quá người nên là không có thời gian, để bữa giờ chắc cũng cả mấy tháng rồi ha, giờ mới lôi ra. Thì mọi người nếu mà có nhu cầu muốn mua một một lô này luôn về xả ra bán lại thì liên hệ nha mọi người, liên hệ mình nha. Thì tổng là 5 triệu chẵn người, 5 triệu chẵn cho này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24 30 33 cái mọi người, 33 cái đủ loại ha. Là lấy luôn thì 5 triệu chẵn người. Còn nếu mà xả lẻ bán lẻ thì cứ một cái 300 ngàn mà chuyển khoản bao ship nha mọi người. Một cái 300 ngàn chuyển khoản bao ship thì mọi người cứ lựa đánh cái nào á, snap màn hình đánh qua gửi qua mình ship luôn người. Thì đa phần á là cái này chủ yếu là trồng cận rồi nha, trồng cận người, mọi người mua về chủ yếu là lấy cái gọng nha người. Còn cái trồng thì có cái là trồng mát, có cái là trồng cận, mà đa số là trồng cận người. Hàng thì cũng cũng đẹp lắm người, mọi người nếu mà thích cái mẫu nào thì cái này cũng hơi khó mà ha. Để mọi người giờ xíu để mình lấy cái gá mình gá lên rồi mình làm chi tiết cho mọi người luôn cho nó tiện. Rồi, ok, tranh thủ đo từng cái luôn cho mọi người tham khảo rồi ha. Trên xuống dưới đi. Cái giọng này là Paris Mickey người, Paris Mickey. Con này trồng cận nè người. Nó là 5 đâu phải 532 đâu phải. Khung con này là 13 á mọi người. Nè, 13 nha mọi người. 13 nha. Con này là kính cận mọi người. Càng thì nó dài cỡ 14 mọi người. Con này là gì? Con này không có tên gì mọi người. Không có tên gì, khung 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 thép nha mọi người. Con này khung thép. Cũng kính cận rồi ha. Khung 13 mọi người, cũng 13 luôn nha. Con này thì cũng là kính cận luôn rồi, con này là cái gì? À, mon mọi người. Mon. Con này về thì cũng chắc cũng lắp trong cận không coi. Không, cái trồng này trồng mát người, trồng này trồng mát rồi ha. Ai thích về dùng luôn dùng, thích cũng 13 luôn rồi. 13 luôn. Ai thích về gắn trồng cận trồng mát gì lại đó tùy, còn không dùng luôn tại vì nó cũng hơi xước xước, màu 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 trà nhẹ, trà nhạt ha. Rồi, con này là cái gì? Nina Ricci Paris. Đây là gì? Handmade France. Trời ơi. Đáng lẽ handmade in France đúng mà, handmade bỏ chữ in luôn rồi. Này 14 mấy người, 14 mấy, 14 năm. To rồi ha, này. To quá. Con này Ray-Ban Ý người, Ray-Ban Ý nha. À, lộn Ray-Ban Trung Quốc người. Ý là sản xuất Trung Quốc chứ cũng là Ray-Ban thiệt nha mọi người. Nó sản xuất Trung Quốc thôi nhưng mà Ray-Ban thiệt người. Con này 5917 người, 145. Nghĩa là trồng 59, cầu 17 và càng 145. Con này cho nam dùng. 14 năm mọi người. Mọi người về gắn gắn trồng cận trồng mát gì xài nha. Hết buổi sáng luôn. Rồi cái này là Christian Dior người. Made in Austria là áo người ha. Con này thì 6806. Con này đang là trồng mát người, mọi người về gắn trồng gì gắn. Nó là ngang ngang nó 15 lần người ha. Mọi người cứ đếm dọc người, 1 2 3 4 5 6 này số 7 nè. Số 7 này trồng kính cận người ha. Kính cận.
trong cái lỗ cái gọng kính cận chứ lộn, cũng đẹp mọi người. À, ngang nó tầm 13 năm nha mọi người, ngang tầm 13 năm ha. Cái này nữ đeo đẹp mọi người ha, nữ đeo đẹp, trẻ trung, nhìn rất là sang trọng, thời trang. Con này mua cho nữ mang quá ok luôn ha. Cái này mọi người, cái gọng này mọi người của một cái hãng ở Nhật mà gia công ở Trung Quốc rồi ha, Carino. Mấy cái chồng này nè mọi người, made in China nhưng mà của cái hãng Nhật nên là cũng bền lắm. Này 50, 19, 140. Ngang con này cũng tầm 13, 13 năm rồi ha. Nhưng mà với cái dòng này mọi người có thể là chỉnh nó hẹp lại hoặc rộng ra tùy nha, tùy theo cái tròng kính mọi người. Ví dụ như cái tròng kính mọi người muốn làm bự thì nó sẽ kích thước nó tăng ra thôi, tùy chỉ có cái cầu là cố định thôi mọi người. Còn lại cái tròng thì mọi người có thể là tăng giảm tùy mình, cho nên là con này không quan trọng, không cần phải đo. Đây ha. Ví dụ muốn rộng thì mọi người khoan cái tròng kính nó bự bự chút xíu là nó rộng. Con này gì đây? Con này thì khung khung giống như là khung khung thép, khung nhôm vậy mọi người. Ngang nó là cũng tầm 13 thôi mọi người ha, 13. Kính thì cũng cổ rồi mà này là của Nhật mọi người. Cái con này của Nhật sản xuất nha. Đây mọi người, kính này con này cũng không có tên tuổi luôn, chỉ có cái trong đây là SE107 thôi. Này là 50-19 rồi. Con này kính của hãng nội địa Nhật ha, nó không có để tên tuổi, sản xuất bán dân dụng chơi chơi thôi. 13 người, khung 13 người, trồng kính cận rồi ha. Con này gì? Gì? Paco Pavan không, Paco Rabanne mọi người. Con này thì kính kiểu kính mát cho nữ dùng rồi, nhìn cũng khá là độc lạ. Và cái trồng này trồng mát nữa ha, trồng mát kiểu như màu màu trà trà nhẹ nữa. Ngang 14 người, ngang mang 14 nha. Nhìn cũng đẹp người. Nè, Paco Rabanne. Paco Rabanne Paris. Rồi, con này cũng trồng cận rồi, cận một đống luôn nè. Con này là CD, này là khung titan nè người. Con này khung titan đẹp nè, titan. CD là Christian Dior người. Cái CD là viết tắt của Christian Dior. Khung này khung xịn nè người. Ngon nè, con này thì rộng nè. Con này ngang cũng phải 15 mọi người, 15 ha. Gắn đang gắn cái trồng cận màu á người, mọi người về phải thay trồng nha. À đây đây này, khung này cho nam nữ nhìn lịch lãm này, này chủ yếu cho nữ. Khung này là của Nhật mọi người, design in Tokyo nhưng mà made in China mọi người, là một cái hãng Nhật người ta gia công ở Trung Quốc mọi người ha. Design in Tokyo này mọi người, nhìn thiết kế đẹp lắm mọi người. Ở bên đây thì đầy đủ thông số, quá trời thông số luôn này, nhẹ lắm người. Nhẹ tên nè, nhẹ tên nè. Con này thì titan nha mọi người, titan á, càng titan rất là nhẹ. Ngang là 14 người, 14. Con đeo nhìn lịch sự thư sinh ha. Này nữ nam đều được mà chắc là nữ, chủ yếu là nữ. Theo cái này thì cũng của nữ nha mọi người. Con này
Con này là hãng gì? Con này không có hãng rồi. Con này không có hãng rồi. Nhưng mà ở đây này. Lancetti người, con này Lancetti. Lancetti. Cái này thì đang là cái trồng cận người ha, nên là mọi người về tự thay trồng thôi, tại vì cái này nó không có cố định người, mọi người thích tăng giảm gì đó cho phù hợp với khuôn mặt mình tùy. Con này là gì? World Polo Champion 101. Hãng hãng World Polo mọi người, hãng World Polo. Này cho kinh cổ quá. Ngang tầm 14 rồi ha, 14 con này về phải gắn lại kính cận trồng cận rồi ha, trồng cận trồng mát thì tùy. Này cũng đang là trồng cận nè mọi người, con này mọi người về lấy cái khung thôi. Con này là Giorgio Armani mọi người. Giorgio Armani Made in Italy. Mình không biết nó là hàng gì nữa. Made Italy Giorgio Armani mọi người. Con này về người thay trồng nha, thay trồng người đang trồng cần thôi. Ngang của nó là 13 năm nha mọi người, 13 năm nha. Rồi, con này cũng đang là trồng để mình thử cái trồng gì. Con này trồng mát mọi người, đang là trồng mát. Cái này là cái gì? Met Metler Germany mọi người. Metler Germany, khung này khung cũng titan rồi ha. Nhẹ, nhẹ tên. Không biết phải Germany nhưng mà hàng hàng phách. Nhưng mà nhẹ lắm mọi người, nhẹ lắm. Và nó hơi bị bong sơn tí xíu mọi người hay lưu ý nha. Ngang nó là 14 năm mọi người, 14 năm. Xa xa là gì? Rồi cái này cái đệm mũi không biết sao mà dán thành cái này luôn rồi, không biết là kiểu nó vậy là bị sao người. To chà bá lửa luôn. Con này là Christian Mozier, Dior Mozier. Made in Austria người. Áo ngang khung nó phải 15 người ha, 15 luôn. Rồi tiếp tục cái này cũng là trồng kính cận thôi người. Trông nhìn đẹp ha. Cái gọng nhìn đẹp người. Của Made in China mọi người, của Design Tokyo mọi người. Nhẹ tên nè, gọng titan. Ngang 13 13 năm mọi người. Con này làm trong cận nhìn đẹp quá, nhẹ lắm mọi người, nhẹ tên. Cái này cũng nhẹ y chang, cũng nhẹ cũng đẹp mọi người, đẹp mà. Ngang con này 14. Rồi, cái này khung là đẹp nè người. Khung này là gì? Con này sản xuất Nhật người, Paris Old Japan, Japan. Con này hãng của à ES Saint Laurent mọi người, ESL Paris. Này cũng hàng hiệu này. 14 người, ngang 14 nha. Con này thì cũng đang gắn cái trồng cận rồi, người về thay trồng rồi ha. Khung này sản xuất Nhật, hãng của Pháp người.
Con này là cái gì? Mát bay mát Jacob mọi người. Cái này thì trồng mát mà nha. Này cái nữ. Trong đây thì là gì đây? 5317. Mát bay mát Jacob. Rồi, ngang nó tầm 13 năm. To chà bá luôn. Rồi, con này mọi người. Con này Emmanuel London gì đó. Nói chung rộng kính này phải về thay. Đang là trồng mát nhưng mà bị trồng trài nhiều rồi, phải về thay mọi người. Ngang là 14 nha mọi người. Gì Emmanuel mọi người, Emmanuel gì đó. Đúng rồi nè, đây nè. DNE Emmanuel London. Rồi cái này. Cái này Christian Dion. CD này. Con này cũng vải về với gắn trồng, thay trồng bè trong bè giữ không biết nữa. Này sao mang mọi người. Ngang người tới 15 rưỡi luôn, to cho bá sao bành sao mang. Ok, còn vài cái nữa xong mọi người. Vài cái nữa đây. Cái này là cái gì đây? Nikon mọi người, Nikon con này xịn của Nhật mọi người. Khung khung thép mọi người nha, khung thép. Con này cho nữ, trồng đang là trồng mát mọi người, có về về thay trồng thì hay hơn. Ngang nó tầm 13-17 mọi người. Con này thì của Nhật của nó rồi, Nikon mọi người ha, Nikon 5614. Đây mọi người. Nikon. Cái này cũng là cái này là salut. Salut, salut gì đó. Ngang con này thì 13 thôi, 13 nha mọi người. Con này về làm kích lão đẹp mọi người, rất đẹp, sang. Cái này về làm kích mát cho nữ thôi, cái này mắc in front hand handmade in front Camille 2. Con này mua cho nữ về làm kính cận người đang trồng cận nè. Ngang 13, 13 năm nha. Con này cho mấy trẻ trẻ mang được. Này gì? Này su sót 5316 mọi người. Con này cũng về làm kính cận luôn ha mọi người ha. Su sót 5316. Ngang 13 năm mọi người. Rồi, cái này là Mon Ranker. Con này mọi người cũng về thay luôn nha, thay trồng mọi người. Tất cả là bán khung hết nha mọi người. 13 năm. Con này là Mommy Collection. Kính mát mọi người, kính mát. Ngang 15 rồi ha, rồi cái to luôn á. Rồi, cái này là mắt mèo nè mọi người. Mắt mèo, mắt cáo gì đó không biết nhưng mà nó hơi bành bành ra rồi ha. Mình không hỏi nó kiểu nó vậy là nó bị giãn luôn rồi. Con này Armani gì nè. Emporio Armani mọi người. Emporio không hiểu luôn. Made in Italy ha. Khung ngang là 14 người nhưng mà sao nó cong dữ vậy không biết nữa. Rồi con này thì có cái hộp jean nè. Siêu Howlett mọi người. Kính cổ áo rồi ha. Áo mọi người. Con này khung titan rất là đẹp mọi người. Nè, ở trên đây có kiểu như khắc khắc gì chạm khắc, điêu khắc luôn á. Con này đẹp, nam nữ đều dùng được ha. Con này ngang kính 14 mọi người. Frame Austria mọi người. Austria là áo mọi người, áo không phải Úc đâu. Con này 52, 20, 135. Ngang 14, có luôn cái hộp nha mọi người. Con này hộp mà, hộp jean của nó đó mọi người. Rồi, cái cuối cùng này Christian Dior mọi người, kèm theo cái túi của nó này.
Con này thì cũng đang là trồng cận không người, đang trồng cận nha. Đo cái này quăng. Con này bự lắm người, ngang nó 15 nha mọi người, 15 á. Đây, trồng cận. Christian Dior, mọi người về mới thấy trồng nha, mọi người lưu ý nha. Ở trong đây là gì đây? Made in Austria mọi người, 6214, 125. Áo á, này Christian Dior hàng xịn nha mọi người. Ok, hết rồi. Mọi người có nhu cầu mua con nào thì đánh dấu gửi qua nha mọi người. Thì mọi người cứ đếm số thôi. À, từ 1 tới 6 trên xuống dưới nha. Rồi đi qua đi qua đó. Ví dụ như con này là số 31 nè, này 32 33 nè, đó thì mọi người cứ đếm rồi mọi người gửi cái số cho mình thôi, hoặc là gửi ảnh cũng được mọi người. Snap màn hình rồi gửi cái hình qua cũng được nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.